Hello, Ngọc đang kiếm thị vlog và chị Thục Ngân vlog 1. Xin chào các anh chị và các bạn và cô chú. Hôm nay em và chị Thục Ngân sẽ dẫn cả nhà đi đến một ngôi trường. Đó là trường phép tật, trường Niềm Vui, thành phố Tuy Hòa, đường Phan Lưu Thanh, phường 7 Tuy Hòa nhé cả nhà. Trường này thì bây giờ trường này thì có hai khóa học, một khóa là dành cho người khiếm thị và một khóa dành cho người khiếm thính. Khiếm thính là câm điếc đó nhé cả nhà, còn còn mấy bạn tự tự kỷ là học riêng nhé cả nhà. Thì đã lâu quá rồi em chưa đi lại trường này, bây giờ em và chị Thục Ngân sẽ đi vào thăm lại ngôi trường cũ nhất cả nhà. Ngôi trường này thì hồi lúc em học hồi lúc chắc 10 tuổi, 11 tuổi gì đó, bây giờ mới quay lại, thầy cô đã già hết rồi. Bây giờ mời cả nhà vào trường tham quan nhé. Rồi bây giờ bước vào trường thôi em ạ. Thì bây giờ trường đang nghỉ hè nhé cả nhà, cho nên quay không có một người nào hết, chỉ có ông bác bảo vệ trường thôi. Bây giờ mình sẽ vào xin ông bác bảo trợ, bác bảo vệ trường nha. Bên cạnh trường một chút này, hồi trước đúng là ở ngã này này đúng không? Hồi trước là trung tâm, bây giờ quay trên trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập. Về thăm trường cũ của Ngọc Đan này. Rồi, Đan giới thiệu đi. Rồi hôm nay em sẽ dẫn đến cả nhà đi đến một ngôi trường là trường Niềm Vui. Trường đó là dành cho người khuyết tật nhất cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng theo chân em Rồi, đi thôi. ạ. Nhìn vô, nhìn tay chị. Hôm nay không có thầy cô. Bước, bước lên. Bữa nay thầy cô nghỉ. Sáng nay nghe bác bảo vệ nói là cũng có nhưng mà chiều nay thì nghỉ rồi. À, các phòng học này, để chị quay các phòng học một chút nha. Đây đang qua đây như chị luôn này, đi thẳng luôn. Còn xưa thì Ở đây đây cho chúng ta. còn nhỏ. Xin bác bảo vệ. Bác cho vô để Ngọc Đan thăm trường. Đây là phòng học này đó, Dạ. nhưng mà giờ mùa hè cho nên hình như là niêm phong rồi. Rồi em học ở trên trên lòng á. Đây trên lầu này Đúng rồi, cũng rộng ghê luôn á Đan, dạ. rộng rãi ghê em. Mới có gặp cô Hoa rồi. Đi lên đây. Mới có cô ở sân này. Nhìn nha, nhìn lan can nha. Hôm nay dẫn chị Ngân đi thăm trường. Dẫn chị Ngân đi thăm trường cũ. Hồi trước thì tổ chức mấy cái hoạt động ở dưới sân khấu đây. Có một sân khấu ở dưới ngoài đây chị và nhóm đơm đóm khuyên. Có tới. Trên đây cũng rộng rãi ghê. Bữa nay mùa hè cho nên là nghỉ. Có một buổi sáng mà thôi. Nhưng mà Nghe chú nói là sáng nay có cái hoạt động văn nghệ. hình như là buổi sáng chỉ có thứ sáu là học một buổi thôi chị. À, Còn các cái phòng học nhiều ghê chứ, rộng rãi lắm. thứ nhật là vân thứ bảy thứ nhật là Đây là phòng học này, đang học toán này. đây là chiếc lớp dành cho người khiếm thính. Cái ghế. Ô nhiều phòng ghê em. Nhiều phòng học ghê á. Rồi dịnh tay vô lan can nha. Mình tay vô ra đi xuống dưới này. Hôm nay mình khám phá hết cho trường luôn. Không gặp anh kiếm tiền nào các bạn.
Không có bạn hả? Chắc là họ mất quả quả từ cái người cỡ nào trốn đây nè. À, có thể thử có ai ở nội chúa thì nó được bao nhiêu không? Rồi, đi ra đây với chị luôn. Đây, đi ra. Đây đúng rồi, nhà ăn này, nhà ăn rồi hội trường hồi trước rồi mình hay tổ chức cùng với đâm đón Phú Yên ngay chỗ này, chị với hội kỳ cũng khoảng tổ chức văn nghệ, văn nghệ hát hò ở dưới này cho mấy cháu trong cái ngày tết nhi xuân thu rộng rãi. Chị quay hết cái khu vực này luôn. Đây, đi tiếp. Hết thì kêu người tối luôn. Gì mà tối, chút nữa đi ăn bắp chơ, tối sẽ đi. Có phòng dạy cá nhân nè, chắc là mấy bạn hơi cá biệt ha, hơi đặc biệt thì chuyển qua đây. Có phòng cá nhân, đây là phòng dạy cá nhân, bữa nay là tiếc quá không có gặp được học viên và giáo viên. À, giờ đi nhớ luôn ha, nhớ cái hướng lên luôn ha. Thẳng đằng trước cổng vô nè. Dạ. Ừ. Rồi đợi một chút rồi đi lên đó. Đây là phòng y tế. Đây là lớp hoa hướng dương. Đây chắc là lớp mầm non nè. Lớp hoa hồng. Đây chắc là mấy cái lớp dành cho mấy bạn nhỏ. Mấy bạn tuổi mầm non á. Dạ. Ừ. Này mà mình đi trúng vào thứ hai vui nè. À. Dạ mình lựa buổi cuối tuần. Ừ. Nên là mới học. Hồi trước chị cũng có lại để tập huấn một lần. Yeah. Rồi đây mình đi lên đây thử, mình đi lên đây thử cái phòng học của Ngọc Đan cũ con không nha. Không. Lâu quá. Ừ. Bữa nay mình đi tắm phá cũng được. Ừ. Ngoài xuống kia. Ừ, xuống tâm sự. Đúng chưa? Đúng rồi. Đây chị coi bên đây có phong gì. Chỗ cây phượng nó mát ghê luôn nè. Cây phượng có hoa phượng mùa hè cho nên là hoa phượng luôn nè. Đây là phong sinh hoạt. Số 4 mình sinh hoạt rồi, mình đi ra ngoài này. Dạ. Như chỗ đây là sinh hoạt rồi, cái như nhớ hả? Phòng nội trú hả em? Đây phòng 1 nè. Lâu quá rồi quên cả nhà. Hình như là không có người ở thì sao, phòng ốc rồi nó cũng hơi cũ kỹ. Dạ. Không có người quét dọn. Trường này thì cái khu hơn học cho này là trường kiếm thị đó chị. À, người khiếm thị khu phòng này. Phòng này là phòng chống, còn cái nãy mình lên đó là phòng học. Phòng học. À. Rồi đi xuống đây lan can này. Rồi đi xuống luôn em. Dạ, chị khám phá hết luôn. À, đằng sau đây còn khu vui chơi nè. Còn nhiều lắm. À, đằng sau đây còn khu vui chơi, chắc khu nhà ở phía sau này đang à. Dạ. Ừ. Khu nhà ở. Cẩn thận nha. Dạ.
Thì lát con hỏi thăm bác bảo vệ thì rồi đi tới đây bay xuống đây là cho tới đó ơi chào anh buồn buồn làm sao đâu mình sắp mà buồn buồn nhắc quên nhắc Ngọc đang xuống bậc ơi đây đi ra 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 đây thôi. Chỗ này cũng có sân bóng nè. Mới cho mình được thấy. Đây. Đây là khu nước uống này, nước uống tinh khiết. Mùa trưa chỉ có em và chị Thục nha. Trường mùa hè mà. Mùa hè cho nên là vắng người. Quý bác bác à đúng rồi, khu sau này là nội trú nè em. Chị thấy có phơi quần áo nè. Với lại khu chơi. Rồi có cây đu đủ kìa. Nó sai. Có người nói chuyện. Cây phượng đẹp ghê nè. Cái này chắc là bác bảo vệ ở chứ không phải là học viên. À có này có học viên kìa. Chào bé. Em mới vẫy tay chào kìa. Em chào ạ. Chào bà. Con là người con là học viên ở đây hả? À rồi. Người công. À, vậy chắc là không nói được rồi. Con xuống đây chơi, xuống đây chơi. Xuống chơi. Xuống chơi con. Con nói được không? Con nói được không? Không nói được hả? Không nói hả? Mình vô đó mình tham quan luôn. Ừ. Dễ thương nghe chưa? Con không nói được hả? Có nói được không con? Không nói. Con nghe không? Con có nghe không? Con có nghe không? Nghe. Nghe nhưng mà không nói được không con? Chào bà nha. Anh này là từng là học ở đây nha con. Anh là người khiếm thị, anh cũng từng học ở đây cho nên là anh muốn quay lại đây thăm trường. Con ở đây đông không? Ở đây bao nhiêu bạn? Ở đây đông không con? Chị biết ở đây giống à, không chị quên rồi, lâu quá quên mất. Bắt tay cá. Con mấy tuổi? Con mấy tuổi? Con mấy tuổi? À, chào con. Con mấy tuổi? Tuổi của con, tuổi của con mấy tuổi? Trên đó có ai? Chắc khoảng 15 tuổi. Chắc khoảng 15 tuổi, không biết họ nói, biết chưa nói được. Thương quá, đẹp gái quá. Con ở đây mấy bạn? Ở đây có mấy bạn? Ra dấu, bạn ra dấu thương quá. Đi lên phòng con tham quan phòng nha. Bây giờ mình sẽ lên tham quan nha con nha. Tham quan phòng học của mấy em học sinh ở đây nha. Tại vì bữa nay mình đi bữa thứ sáu là trường không có học. Nếu có mình vào quay các em các anh học vui. Học đang đi thẳng nha. Vô tham quan phòng học của các con nha. Chào nha. Trời ơi, mấy bạn ở cũng đông ghê chưa. Được mấy bạn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 7. Mở to
Chào, đang ngủ trưa? Giờ mà ngủ trưa chứ chưa dậy à? Rồi, ngăn tắt máy. Cô Giang có đồ hay không? Dạ. Biết cô Giang không? Dạ không. Em học năm bao nhiêu? Đây là chú bảo vệ của học trường à? Bằng lúc này là lúc khuyết tật. Bữa nay chắc mấy cô giáo mà của Đan là chắc nghỉ hưu hết rồi. Mới là năm 2017 nha. Năm 2017 đó con. Dạ. Ở sau cháu thấy có mấy em hình như là học sinh khiếm thính ha chú. Dạ. À, em thấy ở chung một phòng hơn ghép ở chung một phòng. Mười mấy đứa. Hồi con học là có thấy năm chung phòng hình như 8 đứa. Hồi con học là có cô Hòa. Cô Hòa bên em. Dạ. Nó nói là nó không có nghe, không có nói, không có nghe cho nên không có nói chuyện. Nó ra dấu. Nó khó chịu, có một con bé nó khó chịu, nó không có nghe, không có nói được. Dạ, đúng rồi cháu biết mà. Hồi trước có một cháu cũng từng tham gia với lại cái nhóm đom đóm Phú Yên á. Cho nên là cũng hay ghé lại đây cho nên là cũng tiếp xúc với vài cháu. À, có đứa nó nghịch, nó không có muốn nói chuyện nha. Mà cái đứa nó thân thiện lắm, có đứa thì nó phải gần gũi với nó đó. Dạ. Nó ra dấu đó mình phải biết. Dạ. Nó ra dấu là nó là sao sao công dạ. Việc của nó là vậy là mình phải đáp lại nó là dạ. Dạ dạ. Không được là nó bực mình á. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các anh chị và mình video lần sau nha. Bây giờ em và chị Thục Ngân sẽ đi hết khu trường, vùng quanh khu trường này rồi sẽ kết thúc video tại đây nhé cả nhà. Các anh chị thấy hay thì cho em một like và một subscribe để ủng hộ động lực của em và chị Thục Ngân nhé cả nhà. Và hãy mời cả nhà ghé cùng qua nhà chị Thục Ngân để xem kênh của chị Thục Ngân làm bánh và nấu ăn nhé. Rồi bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.